Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta một lần nữa gửi cho quý vị và các bạn những cái thông điệp về di chúc. Trong thực tế thì tất cả mọi chúng ta ai đều có an cư lạc nghiệp. Thì khi những cái phát sinh trong cái nội tại gia đình, mình biết để mình vận dụng những kỹ năng để mình thỏa thuận, để mình gọi là cầm lấy những cái dung hòa của gia đình, đó là một cái điều tốt. Tôi có những anh chị khách hàng bảo rằng là tôi cũng cần những cái kiến thức của luật sư để đem vào trong gia đình để dung hòa những cái kiến thức và pháp luật, đồng thời đưa cái kiến thức pháp luật này đến cho mọi người. Cảm ơn một cái vị khách hàng nào đó đã có cho tôi một cái động lực để giúp tôi trong khi có những lúc làm video mệt lắm quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy tôi làm những cái video này, nhưng để được một cái đi video mà các bạn xem trong vòng 10 phút thì bản thân tôi cũng phải suy nghĩ đến cả tiếng đồng hồ, và vẫn khát khao, vẫn hy sinh, cố gắng để đem đến thông điệp đến cho mọi người. Thôi thì bây giờ không dung dài gì nữa. Hôm nay video của tôi có tên là Không có di chúc mới được chia theo thừa kế các bạn nhé. Đây là một cái video mà tôi muốn thông điệp đến cho quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp chúng ta có phát sinh, có di sản thừa kế, thì chúng ta phải xem coi cái ông này ông chết có để lại di sản không? Mà nếu có di sản thì để coi di chúc có không? Một ngày, hai ngày có cái di chúc nào hay không? Di chúc lập cho tổ chức thiện nguyện không? Di chúc lập cho bà lớn, bà nhỏ gì không? Di chúc lập cho con rơi không? Rất là quan trọng. Các bạn à, hôm nay tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn cái ưu tiên di chúc là như thế đó. Thưa quý vị và các bạn, nói có sách thì mắt có chứng. Luật sư mà, theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, điều 650, những trường hợp thừa kế theo pháp luật. Khoảng 1 nha quý vị và các bạn, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp sau đây. A. Không có di chúc. Video của tôi đặt tên cho quý vị và các bạn rồi đó. Nếu có di chúc thì mình sẽ ưu tiên cho di chúc. Trong trường hợp không có di chúc thì chúng ta mới chia thừa kế theo pháp luật. B. Di chúc không hợp pháp. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái di chúc không hợp pháp như thế này. Tôi có một trường hợp, tôi chỉ dừng lại ở mức tư vấn thôi. Thì sau khi ba mẹ chết đi thì một cái người con trong nhà quản lý sử dụng đất, và anh không đồng ý chia, và anh sau nhiều lần thì anh cũng không nói gì hết. Ra hòa giải 5 lần 7 lượt, khoảng chừng 6 tháng sau thì anh mới chia ra một cái di chúc của ba họ để lại. Thì rất là ngạc nhiên vì trong cái chữ ký trong cái di chúc đó, và theo cái người để lại, cái người anh chị em ruột, người cùng thừa kế cùng hàng ra bảo với tôi rằng ba tôi không thể ký những cái di chúc như vậy. Thì bắt đầu dọa ảnh thôi, dọa là nếu như trong trường hợp mày đưa cái di chúc này ra là giám định chữ ký đó, chữ viết đó, có ba. Thì sau đó thì ảnh lại không đưa ra cái di chúc. Và sau đó cũng một điều may mắn là anh chị em đã thỏa thuận với nhau cái phần thừa kế. C. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng với thời điểm người lập di chúc, cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Tôi đọc lại cho quý vị và các bạn nha. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức được thừa kế theo di chúc không còn tồn tại tại thời điểm mở thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người thừa kế theo di chúc chết trước. Tôi có một cái người bạn, thì bạn ra với tôi, bạn bảo rằng là mẹ bạn muốn lập cái
di chúc để lại tài sản cho tất cả các con, để tránh những trường hợp gọi là phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Thì vào năm rồi, do một cái tai nạn giao thông thì bạn đã chết. Đó là một trong những cái ví dụ rất là sinh động và cụ thể để cho quý vị và các bạn biết. Mẹ bạn lập di chúc, trong di chúc đó có chỉ định phần thụ hưởng cho bạn. Tuy nhiên thì bạn đã chết trước thời điểm mẹ bạn lập di chúc, chết trước cái thời điểm di chúc phát sinh hiệu lực, cho nên sẽ được chia theo pháp luật. Vấn đề thứ hai, tôi có một cái tài sản, tôi bảo rằng là tôi muốn sau khi tôi mất đi thì 90% cái tài sản của tôi sẽ do chuyển do cái trường A, trường đại học A, mà trường đại học A với điều kiện là phải mang tên tôi. Tuy nhiên thì do làm ăn lỗ lã như thế nào đó thì cái trường A đã bị phá sản, đã không còn tồn tại, thì trở lại 90% cái số tiền mà di sản của tôi sẽ được chia có hàng thừa kế của tôi. Ví dụ rất đơn giản quý vị và các bạn. D, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà họ không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Thưa quý vị và các bạn, thì đối với cái điểm D này, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà họ không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản, thì theo quy định của pháp luật thì những người ngược đãi ba mẹ và gọi là có những cái hành vi, thì tùy theo mức độ, nếu cái người được, cái người mà để di chúc lại họ chấp nhận cho hưởng thì phải hưởng, còn nếu như trong trường hợp không thì họ không có quyền hưởng. Một cái đơn cử mà dễ dàng nhất, rằng nếu như một cái đứa con mà nó giết cha mẹ thì chắc chắn là nó sẽ không được hưởng di sản từ ba mẹ. Và cái trường hợp thứ hai thì chúng ta cũng thấy nhiều trong thực tế, đó là từ chối di sản trong trường hợp là cái di sản này nó ít quá và những người được thừa kế đó họ cảm thấy rằng là thôi thì bây giờ cái điều kiện của anh chị em ruột của tôi hàng thừa kế thì cũng khó khăn, tôi thì có những cái tích lũy, những cái tự tạo cho chính bản thân mình nó cũng lớn, tôi không nhận cái di sản và tôi từ chối di sản. Thưa quý vị và các bạn, trong ba trường hợp nêu trên, để hướng dẫn cho quý vị và các bạn, trong trường hợp chúng ta có di chúc thì chúng ta sẽ thực hiện theo di chúc. Nếu trong trường hợp chúng ta không có di chúc thì chúng ta sẽ được thực hiện theo quy định, theo thừa kế, theo pháp luật, trong những cái trường hợp mà tôi đưa ra là bốn trường hợp nêu trên. Trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là cha mẹ có sữa thì con sẽ được có bú móng nhiều hơn. Đó là một trong những cái điều mà tôi cũng mong muốn các bậc làm cha làm mẹ, sau khi cảm nhận những cái tích cóp, những cái tích lũy trong cái quá trình mình lao động, mình tôn tạo để tạo ra những cái gọi là tài sản, thì khi chúng ta còn sống đây, chúng ta cần phải định đoạt cái tài sản của chúng ta để theo cái ý của chúng ta cho công bằng. Và tôi cũng có một số cái hướng dẫn về việc lập di chúc, tài sản như thế nào, hướng dẫn di chúc như thế nào để quý vị và các bạn tham khảo ở cái đường link ở phía dưới. Kết một cái câu chuyện thì tôi kể cho quý vị và các bạn nghe. Nếu quý vị và các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ biết cái câu chuyện của bà bán bún khô. Sau khi bà thì là độc thân, không có con. Sau khi bà có nhận nuôi một đứa con nuôi, thì bà đang cho bé du học ở nước ngoài. Thì khi mà bà chết đi thì trong cái giấy tờ của bà có rất là nhiều tài sản. Theo như báo chí nói thì bà có rất một sắp cái tài sản, một sắp cái tài sản rất là nhiều. Và vàng có, bất động sản có, cổ phiếu có, tất cả những cái điều đó. Và các bạn biết không, thì sau khi bà mất thì bà có một người con nuôi.
Mà các bạn biết rồi, con nuôi thì không phải là một giọt máu đào. Và dẫn đến cái cuộc chiến, đứa con nuôi này chắc chắn theo quy định của pháp luật, em được hưởng toàn bộ di sản của mẹ nuôi em để lại bằng giấy khai sinh mà. Tuy nhiên thì các anh chị em ruột của bà bán bún khô vẫn còn sống, họ đứng ra tranh chấp cái tài sản mà chị ruột, mà em ruột của họ tạo lập, mà phải vất vả lắm mới tạo lập được. Thì sau đó thì nghe cái kết cục cái câu chuyện thì có một cái sự thỏa thuận giữa cái người con nuôi của bà bán bún khô và những anh chị em ruột, và sau đó vụ kiện sẽ được khép lại. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người đang sống ở thời đại công nghệ thông tin. Tất cả những việc liên quan đến tài sản của chúng ta đã cố gắng tạo lập nó được, thì tại sao chúng ta lại không có một cái chiến lược tầm xa để chúng ta nhớ lại? Chúng ta làm cực khổ lắm, chúng ta phải để di sản, để ý chí của chúng ta cho những người con, cho tổ chức thiện nguyện, để tránh những trường hợp những đứa con, những người mà không được hưởng theo ý chí của chúng ta sẽ rất, trong một ngày con của chúng ta đem đi đánh bạc thì nó sẽ không còn cái tài sản, và chỉ trong vòng một thời gian ngắn cái tài sản của chúng ta sẽ không còn nữa sau khi chúng ta chết đi. Đó cũng là một điều đáng tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cảm ơn các vị ân nhân của đã cho tôi một cái động lực. Các bạn để lại một cái comment, một cái chia sẻ làm cho tôi cảm thấy những cái mệt mỏi, những cái loa toan, những cái bộn bề trong cái cuộc sống, vừa phải kiếm cơm, vừa phải làm YouTube, vừa phải bớt bỏ cái thời gian cho chính bản thân mình để phục vụ cái nhu cầu của cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.